Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ chơi một cái game mang tên là... Ở đây có một cái đồng hồ này các bạn thấy không? Và một cái mắt, một cái thằng nó đang nằm ngủ. Mình sẽ đặt tên cái game này là Thời Gian Ngủ. Thời Gian Ngủ. Ok, vào game. Thanh niên gì đây? 30 tuổi à? Nhanh thế, cô gái gì đây? Sao mà đọc trời? Một bác sĩ à? Bác sĩ tâm lý à? Cầm theo cái đồng hồ để thôi miên. 2, 1, bắt đầu. Ok, không kịp đọc. Vài cái hướng dẫn thôi. Có con dao này, rạch cái ghế này, lấy được cái lược. À ok, chúng ta kiếm con dao đâu? Con dao ở đâu? À con dao, yes. Rạch cái ghế, lấy cái lược. Ok, làm gì tiếp? Cái tủ có gì không? Lấy được một cái... một cái gì đây, một cái anten của tivi. Một cái anten của tivi, cửa sổ có gì đây? Cửa sổ có thể thay đổi được các cái song sắt này. Ok. Tủ lạnh có một cái đầu heo. What? Đầu heo để làm gì đây? Cúng bái gì à? Hết rồi, xem bên này nào. À đây, chúng ta lắp anten thôi. Lắp vào. À, lắp vào nó ra được mấy cái hình song sắt này. 2 lên 2 xuống, 1 lên 1 xuống. Ok. 2 lên 2 xuống, 1 lên 1 xuống, 2 xuống. Xuống. Cửa sổ gì đây? What? Lấy được một cái anten. Chúng ta ra lắp vào tivi rồi. Ok. Có một cô bé cho chúng ta một cái chìa khóa và một cái số 3 ở đây. Một chìa khóa và một số 3. Chìa khóa này mở gì đây? À, chắc là mở cửa này ha. Ok, mình sẽ mở cánh cửa này. Đây có cái gì đây? Công tắc à? Bật tắt điện à? Tắt mạnh đi cho nó nguy hiểm nhỉ. À, trong này là một căn phòng của một cô bé. Bên này thì có một cái lò thiêu, 3 viên ngọc. Ok, thịt heo. Không lấy được cái gì ở đây, đi ra. Ở đây chúng ta có 3 con số. Ấy, cái này giống cái chỗ tivi này. À, có 2 cái anten. 1, 2. Cô bé cho chúng ta một cái số 3 nữa. Mình sẽ nhập số 3 vào đây. 2, 3, ok. Bên này thì bấm loạn đi. Ui, có một cô bé tóc xù à? Đây, cho mượn cái lược nhá, chải tóc đây em. À, cô ấy cho chúng ta 2 cái đồng xu bằng giấy à? Có 2 đồng xu giấy làm gì nhỉ? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đây có mấy, có ba người. Trên này có thịt heo gì đây? Đầu tiên là thịt heo này. Tiếp đến á, 3 đồng xu giấy này. Đốt 3 đồng xu giấy. À ok, chúng ta sẽ phải cúng cái lão kia. À, được thêm một, có một viên ngọc này. Lấy được một viên ngọc. Yes. Đây, cho vào đây. À, chỗ này để đốt chứ. Thịt heo vào đây, nhưng mà bật lửa ở đâu? Lấy bật lửa ở đâu? Đây có một cái mật khẩu, nhưng mà mật mã là gì? Bức tranh bị gì đây? À đây, cái này thì mình giải được bố rồi. Ok, chúng ta sẽ giải dịch hai câu thơ này. Từ mình sẽ dịch hai câu thơ này. Bên trái nó dịch là đôi tay cái gì con mà bốn đường ấy, tức là 24 á. Còn bên phải thì đây, mình thấy số 1 đây, các bạn thấy số 1 đây không? Đây, đây chính là số 1 này. Còn đây là số 10 này, cái dấu cộng này là số 10 này. Chúng ta có 2, 4, 1, 0. 2, 4, 1, 10 chứ. Qua đây nhập thôi. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 10. Ok. Lấy được bao diêm. Ngon, 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 ngon. Đốt, 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 đốt. Yes. Lấy được thêm một viên ngọc nữa. Mình còn thiếu một viên ngọc. Còn thiếu một viên ngọc. Một viên ngọc nữa ở đâu ta? Ồ, đây có một con búp bê. À ok, mình sẽ hỏa thiêu nó để lấy viên ngọc. Đây, đủ 3 viên ngọc đây rồi. 1, 2, 3. Lấy được một cái chìa khóa mặt trăng. Hay lắm. Mở cửa thôi. Mở cửa. Pew. Ok,
Xong chương 1 à? Nhưng mà nó không cho mình xem quảng cáo để tới chương 2 hay sao mà chơi đây. What? Hình như giả lập không xem được quảng cáo rồi. Chắc là phải quay trở về với điện thoại chơi thôi. Ok, hôm nay thì mình sẽ chơi chương 1 tới đây thôi. Mình sẽ chơi chương 2 sau vậy. Thế nhá, tạm biệt mọi người. Bye bye. Má chứ không cho xem. Điên thật.